xem cái thương cho các bệnh viện rồi thuốc F0 không là em quay cho thầy nói trong cái mùa dịch thầy đã giúp cho cộng đồng mình rất là nhiều như là mấy triệu phần trong, ăn. Dạ, trong suốt mùa dịch thì từ ngày 1 tây tháng 6 cho đến ngày 15 tây tháng 10 mình đã nấu trao tặng cho tất cả các bệnh viện điều trị Covid với bà con các khu cách ly là 1.800.000 suất ăn. Là 4 tháng thôi hả thầy? Dạ. Một ngày là ít nhất 15.000 mà nhiều nhất là 26.000 phần. Để cho 19 chiếc xe cứu thương cho các bệnh viện ở thành phố, hơn 2.000 cái áo quan. Rồi riêng thuốc điều trị F0 là hơn 30 tỷ. Rồi 55.000 phần quà. Máy trợ thở, oxy. Rồi khẩu trang, thiết bị y tế, tổng cộng là mình cho tính ra là tới 100 gần 150 tỷ. Thầy Minh Phú trụ trì chùa Thường Nguyên này là một người thầy đã nhiều năm là thâm niên quá dày luôn rồi, là chuyên đi làm từ thiện. Tại Mỹ cũng đã cùng thầy đi các bệnh viện mổ mắt cho quà được nhiều lần rồi thầy ha. Đó, coi như là thể về thượng tư là hỏi thầy Minh Phú hoặc là trên mạng mà gõ ra thầy Minh Phú một cái rồi là coi như thành tích của thầy dày đặc luôn á. Mình chỉ giúp cho người nghèo đó. Cũng như mình mới vừa rồi là khởi công 13 cây cầu ở Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang, 7 căn nhà nhưng còn được. Và mình đang xin giấy phép là trong tháng 2 này mình sẽ khởi công xây dựng một cái khu an dưỡng là cái nhà dưỡng lão. Thì cái khu nhà dưỡng lão là mình dự kiến là mình nuôi khoảng 600 người. Ở trong đó là 100 tăng ni với Phật tử già. Các vị già không ai chăm sóc thì mình đem về mình nuôi. Thứ hai là 100 trẻ mồ côi. Thứ ba là 100 anh chị em thuộc cộng đồng giới tính thứ ba. Thứ tư là người già neo đơn. Thì mình dự kiến là 600 người, tiêu chuẩn xây dựng là 3 sao. Cách đây khoảng 30 cây số ở dưới Long An, ở huyện Cần Đước. Mô hình thì Minh Phú mới vừa làm xong. Đây là cái mô hình. Dữ vậy thầy. Trời ơi. Được một nhà lớn. Nhà lớn là 200 người, nhà nhỏ là 100, nhà này 100, nhà này 100. Còn cái khu này, cái khu này thì mình sẽ dành cho những người mà có điều kiện trả kinh phí để mình lấy lại mình lo cho những cái này. Mô hình quá. Thì mình chưa công bố ra như là nó ba mặt sông một mặt đường. Thì cái đó là cái tâm nguyện đó. Thật sự ra mỗi năm thì mình làm công tác từ thiện rất là nhiều, như là mỗi tháng là mình nấu 30.000 suất ăn cho người nghèo ở đường phố và các bệnh viện, mổ mắt, xây cầu, mỗi năm trung bình từ 50 đến 70 cây cầu, xây nhà. Năm 2020, năm 2021 là mình xây 193 căn nhà. Xây nhà thì mình có thiết kế riêng, như là ngang là 4,5m, dài 11m, phòng khách, phòng ngủ, toilet, nhà tắm, xây bê tông, xây tường, lót gạch, lập ton. Một căn nhà như vậy là khoảng 60 triệu. Và mình xây là mình chọn cái đối tượng của mình khác cái đối tượng của những người khác để xây. Như là một cái căn nhà của mình là đối tượng là dưới 45 tuổi thì được chọn xây dựng. Vì cũng như những người nghèo sống trong gia đình, tới lập gia đình cái cha mẹ nói thôi cho mày miếng đất mày dựng cái nhà mày sống đỡ. Rồi cái bắt đầu là người cho nhà nghèo mà người cho chút xíu để làm lên cái nhà. Thì năm thứ nhất là hai vợ chồng là làm để ăn. Cái năm thứ hai là vợ có thai. Rồi là một người làm hai người ăn. Năm thứ ba vợ sanh rồi là một người làm ba người ăn. Năm thứ tư là cái nhà dột rồi. Cho nên là mình muốn xây cái nhà để cải tạo được người đó, không còn phải lo về cái chuyện ở nữa, chỉ là làm ăn nuôi con học hành là giải quyết dứt điểm. Thôi để mời tất cả các anh chị xuống dùng cơm. Dạ, mời gia đình xuống. Vừa rồi ở đây mình cũng để hơn 100 cái hũ, 200 cái hũ cốt. Tất cả hũ cốt những người Covid là để suốt trong đây. Sau đó là mình làm thạch tán và mình thờ ở trong đây là không có nhận tiền bất cứ của ai hết.
thờ phía sau. Trong suốt mùa dịch là tất cả những cái hài cốt là được để hết ở trên điện này. Chút xíu có quay thì nó nằm phía sau.